Thưa quý vị, trong sáng nay, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy đã tổ chức hội nghị quận ủy mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, quận Bình Thủy đã thực hiện đạt và vượt 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết quận ủy đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Kinh tế quận phục hồi và phát triển khá, nhiều công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ và đạt kết quả tích cực. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 12 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại, tạo động lực mới phát triển của quận. Sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với quy hoạch cán bộ được phê duyệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.